Đất trời này ta nắm chặt trong tay, đã là bà chúa trại Phong Lai, nàng muốn chi mà chẳng được. Nào, lên dây ta cổng nàng về, theo ta, theo ta. Tôi, khoan, dừng, tái lại. Tướng cấp kia, phải chăng ngươi là Đỗ Dự? Hảo khâu chỗ Sơn Lâm, quen nghề cướp của hai dân. Thằng ranh con kia, mày tỏ gan nước mật, xúc phạm đến của gia, chết đừng có kêu ca nghe chưa. Ta đây vô miêu nhân nghĩa, ghê kẻ tà gian. Nếu người vợ tôi hung tàn, ta quyết chẳng thứ tha. Lâu la ca y thừa linh, để ta đập chết thằng xúc sinh, cho nó biết quay danh. Lâu la vị ân nhân đã cứu cô cháu mình đó tiểu thơ. Thưa tiểu thơ, tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu đến nỗi quạ tay bất ngờ, chẳng hay tên họ là chi, khuê môn bất xuất, phận gái việc gì đến đây? Tiện nữ tên Kiều Nguyệt Nga, còn đây, đây tỷ tấn tên là Kim Liên. Danh quý tử
Nguyệt Nga này xin trân trọng rước ân nhân đến Hà Khê để phụ thân có dịp đền ơn đáp nghĩa. Thưa tiểu thơ, đó mà biết chữ thủy chung, lửa là đấy phải theo cùng làm. Nhớ câu kiên ngại bất di, chúc công đâu có đáng gì đáp ơn. Ân nhân ơi, tuy quân tử thi ân không mong được đáp đền và xem là nghĩa nhỏ, nhưng tiếp lại thấy ân sâu như biển cả, nặng như Thái Sơn cao vời ngút mây ngàn. Kỷ niệm của thân mẫu ngày xưa thì xin dâng tặng cho ai, mà nghe như giữa tim này đang gần lên muôn làng sóng nhỏ. Tặng